lời tâm sự nửa đêm thằng ca trên giường với chị sếp. Về nhà đánh rơi hộp vàng khi nghe vợ nựng con. Vợ chồng tôi cưới nhau một năm thì vợ tôi mang thai. Đứa con đến nằm ngoài kế hoạch vì tôi muốn xây dựng sự nghiệp trước, sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Nhưng cô ấy đã mang thai thì tất nhiên đành phải đẻ và nuôi thôi. Vợ tôi lương cũng bình thường, chủ yếu dành thời gian chăm con và quán xuyến gia đình. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp rực rỡ để có thể ngẩng mặt lên được với đời, được mọi người ngưỡng mộ ao ước và cho bố mẹ tôi nở mày nở mặt nữa. Công việc của tôi thực sự cũng rất bận rộn, gần như không có thời gian dành cho gia đình. Tôi thường xuyên phải tăng ca và đi công tác với sếp. Chị sếp hơn tôi 10 tuổi. Nói thẳng thì tôi chính là người tình trong bóng tối của chị ấy. Chúng tôi qua lại với nhau đã được khá lâu trước khi tôi cưới vợ, nhưng mà đây cũng chỉ là một mối quan hệ trao đổi qua lại mà thôi. Tôi vẫn lấy vợ sinh con bình thường, chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Không những thế còn có lợi, chị sếp giúp sự nghiệp của tôi thăng hoa thì sẽ kiếm được nhiều tiền lo cho vợ con hơn trong cuộc sống. Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, còn cho mọi người về hết. Như thế đã là đủ hiểu rồi. Đợi đồng nghiệp ra về, tôi lập tức vào phòng làm việc của chị, khóa trái cửa. 3 tiếng sau xong việc, chị đưa cho tôi một hộp vàng. Trong này có mấy cây, em mang đi bán lấy tiền mặt nhé. Hôm trước em chẳng bảo muốn gửi tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê đang thiếu còn gì. Chị cho em vay. Tôi sung sướng hôn chụt lên má chị. Nói làm vay, nhưng có thể tôi không cần trả lại cũng được. Sau đó tôi hí hửng cầm hộp vàng về nhà. Nghĩ vợ con đã ngủ nên tôi khẽ khàng lấy chìa khóa mở cửa ra vào. Ai ngờ đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nghe được tiếng vợ đang nựng con. Lớn nhanh con nhá, rồi mẹ con mình ra bên kia đoàn tụ với bố. Con cơn ngủ cho tốt, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Mẹ sẽ cố gắng gom góp tiền bạc, chuẩn bị cho mẹ con mình một cuộc sống tốt nhất. Tôi quá sốc đến mức đánh rơi cả hộp vàng trên tay. Vốn đang định đưa cho vợ, bảo cô ấy mai mang bán lấy tiền mặt rồi gửi về cho bố mẹ chồng ở dưới quê. Từ lời nói của vợ có thể biết cô ta đang giấu một bí mật động trời. Tôi đạp cửa xông vào, lôi sành sạch cô ta ra chất vấn rằng đứa trẻ là con của ai. Ai ngờ vợ cười phẩy. Con ai à? Là con người đàn ông tôi yêu. Anh nghĩ mình trong sạch lắm à? Tưởng tôi không biết anh và bà sếp tàng tị với nhau từ bấy lâu nay hay sao? Hóa ra trước khi lấy tôi thì vợ có qua lại với một người, nhưng bị bố mẹ phản đối bởi anh ta nghèo quá. Họ chia tay nhau trong ấm ức tức tưởi. Sau gần một năm thì anh ta quyết định sang nước ngoài làm ăn theo người bà con xa. Hẹn khi nào ổn định sẽ đón vợ tôi sang đến định cư. Đêm cuối bên nhau cô ta mang thai với gã đàn ông đó. Nhưng mà tôi kiếm tiền vì cái nhà này. Cô hiểu không? Mỗi tháng anh đưa tôi 7 triệu sinh hoạt trong nhà mà bảo vì vợ vì con. Một nhà hai người lớn một đứa nhỏ. Anh nghĩ 7 triệu có đủ tiêu không? Anh cặp kè với chị ta là vì bản thân của anh, chứ đừng có bao giờ mang mẹ con tôi ra để mà làm lý do. Tôi nghẹn họng cũng không phản bác được gì thêm. Tôi với vợ ai cũng có thóp mà người kia nắm được. Vì vậy quyết định ly hôn trong hòa bình. Tôi cũng chẳng muốn tranh luận với cô ta thêm nữa. Này có phải là quả báo của tôi hay không? Lừa dối người khác để rồi bị người khác phản bội lại đau đớn hơn à? Tôi chẳng biết được nữa. Nói tóm lại là quá cay đắng mọi người ạ. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Rốt cuộc thì người phụ nữ cần gì trong tình yêu? Các bạn thân mến, đó có lẽ là suy nghĩ của tất cả những người đàn ông trên thế giới này. Ai cũng mong muốn hiểu được rằng, vậy người phụ nữ họ thật sự muốn gì trong tình yêu? Những điều mà người phụ nữ thật sự mong muốn có khó hiểu hay không? Hay là đàn ông không muốn hiểu hoặc không thể hiểu nổi? Hay là họ đang hiểu sai cách? Vì tôi cũng là phụ nữ nên không biết được rằng đàn ông các anh có cảm thấy khó hiểu hay không. Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin phép chia sẻ với các bạn hết những tâm tư, nguyện vọng của một người phụ nữ trong tình yêu. Hy vọng có thể giúp cho các anh, những người đàn ông bớt căng thẳng và luôn làm cho người phụ nữ của mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Các bạn thân mến, điều đầu tiên mà người phụ nữ cần trong tình yêu không gì khác, đó chính là được quan tâm. Tại sao chúng ta thường thấy một số người phụ nữ nghe những bản nhạc buồn, đau khổ vì tình? Đó là bởi vì họ yêu phải một người đàn ông vô tâm. Nếu như bạn nhớ cô ấy vào mỗi sáng thức dậy và vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ,
thì hãy nói cho cô ấy biết điều đó. Đừng sợ bị chê xến xúa, bởi vì phụ nữ dù có nói là xến nhưng thật sự tâm can vẫn luôn thích những điều ngọt ngào. Khi mà người ta cần điều gì đó mà không thể đáp ứng thì người ta buồn. Và phụ nữ thì luôn nói rằng đàn ông vô tâm, nhưng chẳng thấy người đàn ông nào thấy mình vô tâm cả. Các anh cũng không hiểu vô tâm nghĩa là như thế nào. Thật ra thì để quan tâm người phụ nữ cũng không quá khó. Không cần các anh cần phải làm điều gì quá to tát đâu. Chỉ cần các anh hỏi: hôm nay em đi làm có gì vui không? Hoặc em có muốn kể chuyện gì với anh không? Nên nhớ rằng phụ nữ họ rất là thích nói chuyện. Hay nói một cách văn vở hơn, họ rất thích chia sẻ. Họ luôn hạnh phúc khi mà được người yêu quan tâm và chia sẻ với mình. Nếu như không giỏi ăn nói thì đàn ông hãy thể hiện bằng hành động. Xuất hiện khi mà cô ấy cần bờ vai, cần những lúc mà cô ấy yếu đuối nhất, hãy mang đến cho cô ấy những điểm tựa. Thỉnh thoảng hãy dẫn cô ấy đi ăn những món mà cô ấy thích. Đơn giản thôi, không cần cầu kỳ, nhưng món ăn vỉa hè cũng được. Hãy quan tâm đến những cái nhỏ nhặt nhất, hoặc là để tâm đến cảm xúc của cô ấy một chút. Điều này nó quan trọng hơn là việc bạn mua cho cô ấy những thứ có giá trị lớn. Khi yêu thì vật chất không phải là thứ gì đó quá quan trọng. Tất nhiên là đối với những người phụ nữ yêu thật lòng và trọng tình cảm thôi. Còn với những người phụ nữ thực dụng thì chúng tôi không nhắc đến ở đây, bởi vì họ không phải là một người phụ nữ đang yêu. Và chủ đề của chúng tôi muốn nói ở đây là những người phụ nữ yêu thật lòng họ muốn cái gì. Một người đàn ông biết quan tâm, lắng nghe và đưa ra lời khuyên sẽ luôn là người mà các cô gái mong muốn nhất. Chính vì vậy điều đầu tiên trong tình yêu của một người phụ nữ đó chính là hãy thể hiện sự quan tâm với cô ấy. Nên nhớ rằng đây là điều lớn nhất. Điều thứ hai một chị em phụ nữ cần trong tình yêu đó chính là cần sự bảo vệ. Tại sao khi mà chúng ta coi những bộ phim ngôn tình thì có rất là nhiều các cảnh soái ca côn ngầu đột ngột xuất hiện và giải cứu cho nàng nữ chính lọ lem? Không tự nhiên mà các nhà làm phim họ lại đưa các cảnh đó vào bộ phim. Khi một người phụ nữ họ nói sợ hãi không có nghĩa là người ta yếu đuối hẳn đâu. Chỉ đơn giản là cô ấy đang tạo cơ hội cho bạn để được che chở. Thế nên đừng làm người phụ nữ ấy thất vọng. Phụ nữ họ rất cần được bảo vệ, được che chở. Điều này vốn dĩ xuất phát từ bản năng sinh tồn của phái yếu, phái nữ, phái duy trì nòi giống từ trước đến nay. Chính vì vậy khi mà xem những cảnh khiến những người phụ nữ phát cuồng, ở ngoài đời thực thì phụ nữ họ cần một người đàn ông mạnh mẽ và kiên định, sẵn sàng bảo vệ cho người vợ, người yêu của mình trước dư luận hay là trước sự chống đối của bất cứ một thế lực nào. Nếu như một người đàn ông không đứng ra được bảo vệ được người mình yêu thì tốt nhất là nên chia tay sớm cho bớt đau khổ. Nhưng nhớ người phụ nữ họ rất cần sự bảo vệ và sự che chở của người đàn ông bên cạnh. Điều thứ ba một người phụ nữ khi yêu họ cần những người đàn ông của mình đó chính là sự nhường nhịn. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ và độc lập đến đâu thì họ vẫn luôn muốn nhỏ bé trước người đàn ông của mình. Nhận sai với người phụ nữ mà bạn yêu ngay cả khi bạn chẳng làm gì sai cả là việc thể hiện tình yêu vô cùng đẳng cấp của một người đàn ông. Thật ra người phụ nữ họ cũng đủ biết là họ có đúng hay họ sai mà. Nhưng mà họ vẫn muốn người đàn ông của mình xin lỗi, vẫn muốn người đàn ông của mình nhận sai. Đơn giản là bởi vì khi một người đàn ông đã nói ra được những lời đó thì cô ta hiểu được rằng người đàn ông này rất bao dung với mình và mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng muốn được nũng nịu với người đàn ông này. Trong một mối quan hệ thì không thể tránh khỏi những bất đồng quan điểm và dễ dẫn đến cãi vã. Nhưng mà nếu như phụ nữ gặp phải một người đàn ông cứ xù lông lên để chứng minh cái tôi của mình là đúng, cố gắng giành chiến thắng thì người phụ nữ họ rất cảm thấy bị tổn thương. Đàn ông là phái mạnh, nhường nhịn một chút xíu cũng đâu có sao. Thật lòng nếu như bạn thương người con gái của mình thì nên nhường cô ấy một chút. Kiểu như là phụ nữ luôn đúng, từ từ rồi tính sau. Hãy để sư tử Hà Đông nguôi giận, rồi khi đó các bạn nói chuyện phải trái, cô ta cũng chưa phải là quá muộn. Lúc bình tĩnh cả hai sẽ dễ lắng nghe quan điểm của nhau hơn. Các bạn trai nên nhớ rằng đây là người yêu chứ không phải là thương trường để mà phải quyết tâm giành được chiến thắng. Phụ nữ họ dễ giận dỗi vậy thôi, chứ gặp phải người đàn ông nào nhường nhịn họ chút xíu là họ lại trở lại bình thường. Nếu như các bạn là những người đàn ông hiểu được điều này sẽ giúp cho mối quan hệ với người vợ, người bạn gái của mình khỏi những căng thẳng không cần thiết. Nên nhớ rằng đừng tranh luận đúng sai với người phụ nữ làm gì. Bởi vì cô ấy có một dường như có một cái bản năng rằng dù biết mình sai nhưng vẫn phải cố cãi đúng. Chính vì vậy hãy nhường cô ấy một chút các bạn nhé. Điều thứ tư người phụ nữ cần trong tình yêu đó chính là sự chia sẻ. Nhiều khi đi cà phê, tôi thấy rất là nhiều người đàn ông ôm khư khư cái điện thoại mà không chịu nói chuyện với người bạn gái, người phụ nữ của mình.
chả lẽ yêu nhau mà lại không có gì để chia sẻ. Có biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, có bao nhiêu dự định trong tương lai, làm gì có đến nỗi không còn gì để nói với nhau. Trong tình yêu nếu như không chia sẻ được với nhau thì chẳng khác gì hai người xa lạ. Bởi vì cuộc sống này có quá nhiều áp lực, vậy mà người mình yêu, người bên cạnh mình lại không chia sẻ, không vơi bớt đi được những lo lắng, thì mình cứ ở một mình cho xong. Nếu như hai người không sẻ chia được với nhau, sẽ giống như là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm được vào nhau vậy. Phụ nữ sẽ có cảm giác khó chịu và cô đơn, đàn ông thường không hiểu được điều này. Và họ cho rằng nếu như phụ nữ muốn được hiểu thì người phụ nữ cần phải nói ra. Thế nhưng đây là một nét tâm lý riêng của người phụ nữ. Nếu như nói thẳng ra thì chẳng còn gì là yêu thương nữa và cũng không còn là đặc tính của phụ nữ nữa. Người phụ nữ quan niệm nếu như người đàn ông thực sự yêu thương họ thì sẽ dành thời gian tìm hiểu tâm lý và cảm xúc của họ cơ. Một ví dụ dễ hiểu hơn là cùng có một món quà mà người phụ nữ nhận. Người phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu món quà đó là do người đàn ông tự tìm hiểu đúng với sở thích của mình. Còn nếu như nói thẳng ra là anh mua cho em cái này cái kia, thì lúc nhận được món quà họ không còn cảm thấy hạnh phúc và lãng mạn nữa. Nó lại trở thành việc trao cho nhau những điều nó quá thẳng thắn, nó không khiến cho tình yêu của các bạn có một chút gì đó lãng mạn hay bí ẩn cả. Nên nhớ rằng hãy chia sẻ với người phụ nữ của mình nhiều hơn nhé. Điều thứ năm mà người phụ nữ nào cũng cần trong tình yêu không gì hết, đó chính là họ muốn mình trở thành người quan trọng với đối phương. Đôi khi các bạn nam thường nhận được những câu hỏi như là anh chọn em hay chọn bạn nuôi khố của anh, hoặc là anh mê em hay anh mê game đấy. Tự nhiên thấy con gái thật là khó hiểu, tự nhiên thấy những câu hỏi này trẻ con. Thế nhưng với người phụ nữ, họ luôn muốn trở thành người quan trọng với người đàn ông. Khi nắm tay thì đừng rút tay ra trước, khi ôm thì đừng buông tay xuống trước, khi nói chuyện điện thoại thì đừng cúp máy trước, và khi đưa cô về nhà thì cũng đừng có quay đầu xe đi trước. Người phụ nữ họ luôn muốn có cảm giác rằng mình là người phụ nữ quan trọng với đối phương, đối tác của mình. Ai cũng thế thôi, ai cũng mong muốn mình trở thành người quan trọng. Thế nhưng với những người yếu đuối và dễ có nhiều những tâm lý hoài nghi như người phụ nữ, thì việc chắc chắn rằng mình là người quan trọng lại càng là một điều khiến cho chị em phụ nữ quan tâm. Điều thứ 6 mà người phụ nữ cần trong tình yêu rất đơn giản, đó chính là họ thích được khen. Hãy khen cô ấy đẹp vào những thời điểm mà cô ấy không ngờ tới nhất. Lời khen của bạn chính là một viên kẹo ngọt, không làm hại tới răng miệng cũng như vòng eo của cô ấy. Nên nhớ rằng phụ nữ họ thích tỏ tình suốt đời. Phụ nữ sẽ sung sướng hơn rất nhiều nếu như bạn phát hiện ra những thay đổi rất nhỏ thôi. Một kiểu tóc mới, một đôi bông tai mới, hay là một màu son mới. Nhưng tiếc rằng đàn ông thì lại ít khi để ý đến những tiểu tiết này. Đó có thể là do bản tính về giới tính của chúng ta. Tuy nhiên nếu như bạn chú ý tinh tế hơn một chút thì tôi tin rằng những câu hỏi rất nhẹ nhàng của các bạn thôi cũng đủ khiến cho chị em mỉm cười cả ngày. Bởi vì người đàn ông, người chồng, người yêu của mình thật sự quá quan tâm thì làm gì có chị em nào không cảm thấy hạnh phúc. Và điều cuối cùng mà người phụ nữ cần trong tình yêu, đó chính là sự bất ngờ. Thỉnh thoảng hãy hát cho cô ấy nghe, hoặc là nấu cho cô ấy một món ăn mà cô ấy thích. Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng vẫn thích những điều bất ngờ và lãng mạn, giống như một món quà nhỏ bất ngờ được gửi đến mà không phải là một ngày gì đặc biệt. Hay bất ngờ một ngày nào đó anh shipper gọi xuống lấy hàng, hay là một nụ hôn bất ngờ cũng đủ khiến cho chị em phụ nữ sướng lên phát điên. Đôi khi chị em phụ nữ họ cũng cần những điều rất đơn giản thế thôi, nhưng đàn ông lại ngò đầu bứt tai không hiểu. Và hy vọng rằng với những lời chia sẻ về những điều phụ nữ cần nhất trong tình yêu này, thì các anh là những người đàn ông không cần cảm thấy quá khó hiểu với chị em phụ nữ nữa. Bởi vì phụ nữ lứa tuổi nào thì về cơ bản cũng sẽ có 7 điều cần trong tình yêu như vậy thôi. Và nếu như bạn có thể mang đến được những điều này cho người phụ nữ của mình, thì làm gì có chị em phụ nữ nào không cảm thấy sung sướng và may mắn, thậm chí còn sướng đến nỗi tối quên ăn ngày quên ngủ luôn ấy. Hãy áp dụng ngay để người phụ nữ của mình luôn cảm thấy sung sướng nhất khi yêu nhé. Đó là những điều rất ngọt ngào, rất lãng mạn như vậy thôi. Chúc cho tất cả các bạn sẽ thật thành công trong việc chinh phục người phụ nữ mình yêu và luôn bảo vệ được tình yêu của mình một cách bền chặt nhất. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.